Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và nhìn vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Dự phượng hành quỳ lệ dịn sẽ làm nên chuyện ăn đất hữu phỉ. Sự thành công của Thường Lan Quyết, Cửu Lộ Phi Hương trở thành nữ tác giả được nhiều người quan tâm. Theo anh biết thì tính đến nay đã có 3 bộ truyện của Cửu Lộ Phi Hương được chuyển thể thành phim. Và điều đáng ngưỡng mộ là cả 3 bộ đều rất được lòng người xem. Đầu tiên phải kể đến Chiêu Diêu do Bạch Lộc và Hứa Khải đóng chính. Tuy không đến mức đình đám như hai bộ sau này, nhưng An phải công nhận rằng Chiêu Diêu có nội dung rất gay cấn, đáng xem. Cùng nhờ bộ phim này mà sau đó Hứa Khải, Bạch Lộc trở nên nổi tiếng hơn, cùng thành couple được nhiều người hâm mộ đậy thuyền và đến hiện tại, fan couple của họ vẫn còn rất đông đảo. Sau Chiêu Diêu đến năm nay, hai bộ được chuyển thể từ tiểu thuyết của Cửu Lộ Phi Hương là Ngự Giao Ký và Thường Lan Quyết lần lượt lên sóng. Bất ngờ là cả hai bộ đều thu về những phản hồi tích cực, thu hút đông đảo người xem. Với Ngự Giao Ký, tuy diễn xuất và chemistry giữa Nhậm Gia Luân và Đi Lệ Nhiệt Ba vẫn còn nhiều điểm để chê, song không thể phủ nhận bộ tiên hiệp này cũng có nội dung rất mới lạ. Chẳng thế mà nhiệt độ của phim luôn đạt ở mức cao, lượng người xem cũng không hề nhỏ. Đây cũng được đánh giá là bộ phim thành công của Youku trong nửa đầu năm 2022. Không giống Ngự Giao Ký, Thường Lan Quyết không có định lưu gạch phim, vậy nhưng bộ này lại hot phong tượng nhiều cốt truyện mới lạ, thiết kế nhân vật đặc biệt hơn so với những bộ tiên hiệp khác. Rất nhanh chóng, bộ phim này trở thành chiến thần của iQIYI, đồng thời giúp nền tảng này vượt qua thời gian lạnh lẽo, mãi không có phim hot. Cũng nhờ bộ này mà Vương Hạc Đệ, nam chính của phim vụt sáng thành ngôi sao hot nhất showbiz thời điểm hiện tại. Qua 3 bộ phim có thành tích tốt, Cửu Lộ Phi Hương trở thành nữ tác giả truyện tiên hiệp được nhiều người tin tưởng. Sắp tới nữ tác giả còn Dự Phượng Hành, Hộ Tâm, Bảy Kiếp Không May trở lên sóng. Dự Phượng Hành chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương ở đây với sự tham gia diễn xuất của Triều Lê Dịn và Lâm Canh Tân nên càng được quan tâm hơn. Nhận xét về bộ truyện này, nhiều fan cho rằng thiết kế nhân vật của truyện rất hay, có thể nói là đỉnh nhất trong các bộ truyện của Cửu Lộ Phi Hương. Hơn nữa với đội ngũ chế tác tốt, nữ chính Định Lưu cùng nam chính từng đóng chung qua Sợ Kiều Truyện, được nhiều người mong đợi tái hợp nên bộ phim này sẽ nhận được nhiều kỳ vọng. Bên cạnh đó, có người còn đánh giá Dự Phượng Hành có khả năng sẽ hot hơn hẳn Hữu Phỉ, một bộ cổ trang thất bại trước đó của Triều Lê Dĩnh. Thực tế theo anh thấy, phim chưa chiếu thì chưa thể biết trước được điều gì, nhưng mà với độ uy tín từ các tác phẩm truyện thể của Cửu Lộ Phi Hương thì fan của Dự Phượng Hành quả thật có thể hy vọng nhiều hơn một chút, mong rằng màn tái xuất của Triều Lê Dịnh, Lâm Canh Tân vào năm sau có thể thật sự xuất sắc, xứng đáng với mong đợi của khán giả. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.